Còn bên phải này, trận đấu tiếp theo, đơn nam 12-13, Lâm Phú Lương gặp Phú Văn Mai, thi đấu trong trận đấu. Lâm Phú Lương, Phú Văn Mai, thi đấu trong trận đấu. Đơn nam 12-13, trận 6, Duy Phú Cường gặp Duy Kiên Giang, thi đấu trong trận 2. Duy Phú Cường gặp Duy Kiên Giang, thi đấu trong trận 2.
Phúc Lê Lợi, anh là Lộc Thăng Long thi đấu trận số 1. Kiểm tra xem có ai thiếu một viên nào. Xem ai thiếu không? Hồ sơ thứ hai xin nhắc lại là vận viên Duy Việt Nam. Chúng tôi xin nhắc lại là mời vận viên Duy Việt Nam về sân khấu này thi đấu. Vận động viên có bóng mặt vào trong đài tham dự quý vị khán giả, vẫn là chuyển bóng vào trận đấu tiếp theo trong tháng lần lượt đội tuyển 23 Hân Hà Lội Thăng Long, Ngọc Linh Phú Lương thi đấu trận thứ 2.